Đang bấm. Chào các bác nhá. Shop phụ kiện săn bẫy xin giới thiệu với các bác về cái mẹt máy bìm bịp. Clip ngắn hôm nay sẽ giới thiệu cho các bác về cái cách dùng, hướng dẫn cho các bác chi tiết và cái cách dùng cái mẹt bìm bịp này nhá. Cái này là hướng dẫn chủ yếu là hướng dẫn cho các bác mới chơi, tập chơi văn nghệ thôi. Còn các bác là thợ bẫy chuyên nghiệp rồi thì tham khảo cho vui nhá. Đây đầu tiên là cái mẹt. Cái mẹt này là nó chưa được cài lò xo nhá, chưa được cài lò xo đâu. Đây là cái khóa nãy này. Thì bây giờ trước khi mình hai này hay ghim nhá, các bác sẽ kiếm địa thế để ghim hai cái này xuống. Và trước khi ghim nhá, trước khi ghim thì các bác sẽ lên lò xo trước nhá, lên lò xo trước này. Đây là lò xo trước. Đó. Thế bên cái nãy này, các bác sẽ cài dưới này luôn, cài dưới này luôn nhá. Đây các bác nhìn này, lò xo ấy là xưởng đã sản xuất cho các bác cái móc này này, rất là hay. Các bác kéo xuống đẩy vào đây, móc vào thanh trong rồi nhé. Này có thấy không, hai thanh, thanh trong thanh ngoài, thì các bác móc vào thanh trong. Bên này cũng vậy nhé, bên này cũng vậy. Thì cái phía dưới này là cái nãy này là các bác vẫn cài sâu vào trong này cho an toàn, thì lúc này nó không bị bật đâu. Các bác thao tác thế nào thoải mái nhé, thoải mái lựa chọn vị trí. Các bác lựa chọn vị trí để đóng hai anh ghim này xuống. Khi các bác đi thì các bác phải chuẩn bị búa nhá, chuẩn bị búa và chuẩn bị cái chỗ đất thẳng mà có thể đóng được. Các bác đóng đều nhé, đóng đều hai bên, đóng đều hai bên, đóng đều hai bên xuống nhá. Ở đây cái này này tôi vẫn để cái lá như này, các bác nên để lá này để tạo cái tính ngụy trang nó tốt hơn, nên tạo tính ngụy trang tốt hơn. Và các bác đóng xuống. Rồi các bác đóng làm sao cho nó gọi là chạm vào đất là được nhá, chạm đất là được. Bây giờ đến quá trình mình cài nẫy nhá, mình cài nẫy. Cái lưới này, các bác vén nó gọn nó vào. Đây, vén nó gọn nó vào. Các bác mà bẫy mồi treo ấy thì sẽ làm cái que cắm con mồi treo ở tầm này nhá, cắm con mồi treo tầm này. Rồi các bác mà bẫy dùng mồi giả thì mình sẽ để con mồi giả vào đây. Để mồi giả ở giữa đây. Các bác để làm sao nhá? Cái mỏ con mồi giả nó cắm đúng cái vòng tròn này này. Đấy. Là con bổi nó về ấy, nó lao thẳng vào đầu. Để nó mổ nó đá con mồi, con mồi của mình. Là con mồi mình nó húc ngay vào cái cầu tử này. Cầu tử này sẽ sập xuống. Đây là nhả cái nẫy ra nhá. Là cái mẹt này sẽ sập ngay. Đấy. Thì bây giờ đến lúc cài nẫy nhá, cài nẫy. Đây các bác để ý kỹ này. Cài nẫy các bác nhìn, có nhìn này. Cái nẫy này nhá là làm rất là dài. Làm dài để cho nó đảm bảo độ an toàn. Các bác kéo chéo ra này, kéo chéo ra. Xong đưa lên cái phía nẫy của cái cầu tử trên này. Cầu tử trên này. Thì bây giờ cái này là xưởng đã cắt dài cho mình hơn cả 5 ly. Thì và theo ý các bác, mỗi người thích cắt bao nhiêu thì cắt tùy, còn không thì các bác sẽ xử lý bằng cách là bẻ nó cong, bẻ nó cong đi, bẻ nó cong đi để cho nó mớm một ít thôi. Đấy, bẻ cong đi cho mớm một tí này thôi này, càng mớm ít thì là độ nhạy cầu tử nó càng cao nha. Các bác cứ bẻ cong hoặc là các bác cắt ngắn lên là tùy, nó tùy các bác nhé. Mình cài nãy vào đây rồi mình buông tay ra này, thì còn lại những cái phần mà phần lưới này này, mình kiếm lá, kiếm lá khô, mình ngụy trang lên nhé. Cái này các bác cứ đậy những cái lá khô lên, che hết phần lưới xanh luôn, không ảnh hưởng nhé. Rồi xung quanh là các bác để thêm cái loa mồi để tạo ra tiếng. Thì khi con chim mồi, con bổi nó về ấy, con bổi nó về nhé, con bổi nó về, nó bay vào nó đá cái con chim mồi của mình nhé. Là nó sập cầu tử xuống là sẽ bị úp lại này, các bác xem này, ví dụ này, đấy, là gọn gàng ở trong này, cái lưới này, các bác quan sát nhé, lưới này nó rất là nhiều thịt, đấy, nó còn giúp sang bên này, sang bên này, nói chung là không bao giờ sổng được, không bao giờ chạy được, mà cái lưới này là cái lưới mắt nó đan khá dày đấy, tầm 4 phần đấy, gọi là lưới mắt 4 đấy, thì gọi là bẫy đa năng luôn, không những bẫy được mình bịp, nó bẫy được cả những loài chim nó nhỏ hơn, như là cu gáy hay những loài gì. Nói chung là nó dạng thuộc dạng mẹt đa năng nhé. Đấy các bác nhé.
đây là tôi làm thử cho các bác xem. Đây là sập rồi này, mình đặt lên lại này, mình đặt lên lại này, đấy mình đặt lên lại nhá. Và lại cài khóa vào này, cài cái nãy vào này, lại cài cái nãy vào nhá, cài nãy vào, và mình lại vén lưới lại, vén lưới lại nhá. Đấy các bác cái cầu tử này, khi các bác để này, các bác để cho nó mớm ít thôi, để mớm tí thôi. Đấy các bác đang hình dung ra chưa? Cái cầu tử này, khi con chim bổi vào nó đá con mồi của mình nhé, là nó sẽ mắc. Đấy, đấy rất là nhạy đấy, sập một phát là mắc luôn đấy nhé, các bác nhé. Đấy, và cái lực úp này các bác yên tâm nhé, cực là mạnh, nó so rất là khỏe, đảm bảo là không bao giờ ra được nhé. Rồi, cái đây là hướng dẫn cho các bác chi tiết về cái cách dùng. Thế còn các bác thu lại thì các bác hất nó lên này, hất lên này các bác nhả lẫy ra, nhả lấy lò xo ra này, nhả lấy lò xo bên này ra này. Rồi, là các bác nhổ lên thôi, bỏ cái mồi trong này, nhổ lên. Các bác nhấc lên này này, các bác nhổ lên. Cái này cắm khá chặt đấy. Đấy. Rồi là mình nhổ lên nhé, và thu lại, gỡ sạch lưới đi, gỡ sạch rác cả lưới đi. Cái lưới này nhé, để cho nó nhanh nhé, thì các bác cứ vén nó lên thôi, vén nó cuốn lên trên này, này. Vén nó cuốn lên trên này được, mình còn di chuyển nhanh để làm kèo mới nhé. Đấy, các bác kỹ càng thì vén nó không có cuốn lên này xong nhé. Rồi, mình tiến hành di chuyển sang bên kèo làm kèo khác nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác, đây là cái cách dùng cái mẹt máy bìm bìm nhé. Mọi thông tin các bác liên hệ với số điện thoại bên dưới màn hình nhé. Rồi, xin chào, hẹn gặp các bác trong clip sau.